Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Hey, what's wrong? I feel terrible, man. Why? Can you tell me? No, I can't. It's a secret. Trust me, I won't tell anyone. You promise? You have my word. How could you do that to me? What are you talking about? You told everybody about my secret. Damn it, Andy. Hi. Chắc hẳn là trong các bạn thì ai cũng đã từng gặp phải những cái tình huống khiến cho mình cảm thấy bực bội trong người, như kiểu trường hợp vừa rồi chẳng hạn. Và đương nhiên trong trường hợp đó thì các bạn sẽ phải giải tỏa khi mà mình không thể nào mà kiềm chế được nữa. Thứ nhất, cái việc đó nó sẽ có lợi cho sức khỏe. Và thứ hai là nó khiến cho đối phương nhận ra được hành vi sai trái của mình. Mà sai thì phải sửa, đúng không? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 6 cách để diễn tả sự tức giận trong tiếng Anh để giúp cho các bạn xả bực một cách hiệu quả nhé. I'm angry. I'm mad. Đây là hai mẫu câu đơn giản và trực tiếp nhất để bạn bộc lộ sự tức giận của mình. Và thường thì bạn chỉ nói những cái mẫu câu này với những người thân như kiểu bạn bè của bạn chẳng hạn. I'm fed up with. Khi bạn phải chịu đựng một cái hành vi gây khó chịu trong một thời gian rất dài thì đương nhiên là bạn sẽ phải bảo chủ nhân của hành vi đấy dừng lại. Và đó sẽ là lúc bạn cần đến cấu trúc I'm fed up with. Cụm be fed up with có nghĩa là bạn đã chán ngấy một cái việc gì hoặc một cái gì đó rồi. Kiểu như là khi bạn đã cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn nhưng mà một ngày nào đó giọt nước làm tràn ly, the last straw, khiến cho bạn phải thốt lên là tôi chán ngấy rồi. Bây giờ thì mình hãy cùng xem là cái cụm này được dùng trong ngữ cảnh hàng ngày như nào nhé. Hey, I'm fed up with your boring messages. Stop texting me. 3. Mind your own business. Nếu như các bạn còn nhớ trong một video trước đây của Elite, chúng ta đã từng được học câu It's none of your business khi mà ai đó can thiệp quá nhiều vào cuộc sống hay là công việc của bạn. Và trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách nói khác của câu này, đó là Mind your own business. Đi mà lo việc của mình đi. Own là một từ được dùng để nhấn mạnh một vật hay một việc gì đó thuộc quyền sở hữu của mình. Và thường thì từ này thì sẽ được đặt trước những tính từ sở hữu như kiểu là my, your hay là our. Ví dụ mình nói một câu đó là this is my video. Đây là video của mình. Và mình muốn nhấn mạnh thêm là đây là video của tôi chứ không phải video của ai khác. Thì mình sẽ thêm từ own vào đằng sau tính từ sở hữu. Và mình sẽ có một câu đó là this is my own video. See, giờ các bạn đã hiểu chưa? 4. It drives me crazy. Đây là một cách diễn đạt mãnh liệt hơn cho cảm xúc tức giận khi bạn gặp một việc gì đó nó gọi là quá sức chịu đựng. Và nếu dịch ra tiếng Việt thì câu này có nghĩa là nó khiến cho tôi phát điên, phát dồ lên được. Number 5. Don't bother me. Khi bạn bị làm phiền mà bạn lại muốn cái hành vi gây rối để chấm dứt thì bạn sẽ làm gì nhỉ? Đây sẽ là lúc mẫu câu tiếp theo xuất chiêu này. Don't bother me có nghĩa là bạn đừng làm phiền tôi nữa. Thực ra câu này chỉ biểu đạt cái mức độ tức giận ở nó nhẹ nhẹ một chút thôi. Thế nên là các bạn có thể dùng cho cả những người các bạn không thân thiết nữa. Number 6. It pissed me off. Đây cũng là một mẫu câu cảm thán thể hiện sự cực kỳ bực mình. Vậy nên khi các bạn nghe thấy ai đó phải thốt lên là it pissed me off thì tốt nhất mình nghĩ trong 36 kế thì cái chuột là thượng sách. Vậy là bên cạnh I'm angry thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học thêm các cách diễn đạt sự tức giận khác. Đờm, hãy cùng điểm lại nhé. I'm angry. I'm mad. I'm fed up with. It drives me crazy. Mind your own business. It pissed me off. Các bạn nhớ là nên chọn ngữ cảnh và đối tượng phù hợp để sử dụng những cái mẫu câu này nhé. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình khuyến khích các bạn tức giận đâu. Mà mình nghĩ là các bạn nên bộc lộ cái sự tức giận của mình trong một giới hạn thôi. Đừng quá đà quá, không thì những người xung quanh bạn rất dễ bị tổn thương đấy. Còn trong những video sau, nếu như các bạn muốn học thêm các cách diễn đạt
về những cái cảm xúc khác thì các bạn có thể comment xuống phía dưới video này cho mình nhé. Còn bây giờ thì see you next time. Bye.